Mấy cái hàng của mấy anh em đặt mấy bữa trước là em đi gọi hết rồi nha. Sáng giờ em đi cũng sạch hết mấy đơn luôn. Tại em chở xe Honda ra, em chạy ra cho vô. Sáng giờ chạy hai quận rồi. Hai quận gửi 4-5 đơn vậy. Cái này là chú em đóng luôn nè. Cái con này có cần mà tại em chưa gáp vô không? Hitachi 26 nè, mấy dòng nó mạnh như trâu, con này bị nó ổ giòn như gì luôn. Đó, anh chị cần máy gì liên hệ em. Con máy này đẹp lắm nha anh chị. Con máy này nó không phải là nó bị tái đâu nha anh chị. Cái này là cái màu nâu của nó vậy đó. Nè anh chị nhìn ở đây anh chị cũng biết nè. Nó như con đó em bán 2,2 triệu. Chuyện đủ em bao ship luôn đi. Chơi luôn, giờ lỗ rồi chơi hết luôn anh chị. Chú mình ba cục máy. Thôi ông ta. À cái chú hôm qua ông chốt cái máy kia. Ủa sao kỳ ta, chết bà, để chú ông coi điện thoại lại ta. Nhưng mà chú này ông chuyển khoản ông chuyển không được hay sao nè. Ba máy cho anh chị. Ờ à, em còn ba máy cho với tặng một này luôn, có 1 triệu bạc thôi nha anh chị. Chứ sáng có ai hỏi mua em mà không cọc em không gửi được đâu. Tại giờ vận chuyển anh chị biết cái máy cho nó nặng như quỷ luôn, mà anh chị không cọc em gửi không được đâu. Sáng có anh kia anh mua máy hút điện nào sao anh chưa chuyển tiền em luôn. Ba này em bán có 1 triệu bạc với máy hút điện luôn. Rồi còn gì nữa ta. À quên nữa, hồi nãy có anh khách, anh khách không biết anh nào á, anh chuyển em 200 ngàn. Mà không biết anh gửi lộn hay sao á. Tại vì em đợi hoài không thấy ai điện thoại em hết á. Chuyển khoản cho em hết 200 rồi. Mà em đợi hoài không thấy ai điện thoại cho nó. Rồi bữa nay cái con này mua em bán 1 triệu luôn. Robin em bao anh chị mạnh hơn tới lợn 26 nha. Robin 231 á, dòng máy hệ anh chị đó. Mạnh hơn tới lợn 26 luôn. Là em gắn ga vô cho anh chị. Chỉ gắn ga vô nó xong rồi anh chị ơi. Đó. Rồi đó. Thì không biết là ai chuyển tiền lộn cho em hay sao á. Là chuyển em hết 200 ngàn. Đó. Thì em đợi nó điện thoại lại chứ giờ em không biết. Tại vì nếu mà có ai mua đồ là người ta chuyển xong người ta nói người ta mua gì mà đâu có thấy mua gì đâu. Đó, rồi thôi em chào anh chị. Anh chị cần máy móc thì cứ liên hệ em ha. Bán rẻ hết chưa. Rồi thôi em chào.